Xin chào toàn thể các bác trên kênh Cùng Dòng Vlog. Các bác cùng Dòng Vlog xem phần đào gốc nhà chú Quang. Cũng kinh nghiệm rồi, thế nhưng mà các bác xem là vườn đào gốc này do kỹ thuật do người hay là tại gốc hay là lý do làm sao. Nhưng mà theo quan điểm của Dòng Vlog thì chăm chưa đúng kỹ thuật các bác. Không đúng kỹ thuật là cây đào rồng năm thứ hai, thứ ba là tay cứ bỏ dần nên rất nhiều nhà vườn chiếm đến 80%, 90% là vườn đào nào có cây bỏ gốc. Thì đây chia sẻ là cây đào bỏ gốc là trong quá khứ. Thì ở đây các bác là chia sẻ tại sao cũng vườn đào gốc của chúng ta 3-4 năm thì chúng ta bảo là hỏng, nhưng vườn đào gốc các bác xem vườn đào gốc ở dưới Nhật Tân ấy, vườn đào gốc nhà anh Mão 20 năm, 25 năm cũng là đào già. Nhưng mà trên quan niệm của chúng ta thì chia sẻ các bác là một vườn đào già và một vườn đào xanh. Thì ở đây chia sẻ các bác là cũng vườn đào gốc đấy, vườn đào gốc phía bên trái màn hình nha các bạn. Đây là vườn đào gốc nhà anh Tiến Nguyệt ở Bắc Giang. Và vườn đào gốc bên trái là nhà anh Quang. Cũng trồng gốc nhưng các bác nhìn hai màu lá khác nhau hoàn toàn. Thì đây chia sẻ với các bác thì nhiều lúc ông rong lói phun cái lọ phun cái kia hoặc tưới lọ tưới kia. Thì chia sẻ các bác là chúng ta cảm giác như là ai cũng giống ta. Nên ở đây chia sẻ các bác thì chúng ta cảm giác như là ông rong quảng cáo như là để bán thuốc không. Thế nhưng mà các bác nhìn vườn đào này, chia sẻ thật với các bác là các bác đi hỏi thì cũng không ai chia sẻ thật cho các bác đâu. Mà trên kênh của ông rong, rong không rồng đào mà ông rong là bên bán thuốc. Trước khi ông rong quay đào để chơi để cho các bác xem nữa, chứ ông rong cũng chưa bán chắc gì một gần một năm rồi. Nhưng đến thời điểm này ông rong cảm thấy là gì ạ, ngoài việc bán thuốc cho bác, ông rong còn hỗ trợ kỹ thuật. Kênh của ông rong là gì ạ, quay những vườn đào xấu vườn đào đẹp chủ yếu là không ngoài cho các bác mới tập trồng đào. Còn các bác trồng đào lâu thì ông rong không dám chia sẻ. Thực sự với đỉnh cao giả sử như vườn đào nhà anh Mão này thì ông Long chia sẻ với bác là ông Long không dám can thiệp. Nhưng mà cũng có cái là gì ạ, chúng ta giỏi bằng mấy chúng ta vẫn không thể hiểu biết hết được, có phải trời đất nó rộng, cái hiểu biết của chúng ta chỉ là một hạt cát nhỏ trên xã hội thôi, chúng ta hiểu làm sao được cả xã hội, nên mỗi người chỉ giỏi một mảng đấy các bác. Ông Long thì chia sẻ thật các bác là ông Long về kỹ thuật thì ông Long ở đây chia sẻ là lắm cũng chưa chắc lắm đâu, nhưng mà 7-89% thôi. Nhưng mà chia sẻ nó chưa đúng nhưng mà không thể hỏng. Cũng như chia sẻ các bác cái khâu kỹ thuật ấy, thì ông Long chưa học hồng đào. Nhưng mà ông Long nói lại không phải là cứ học trồng đào mới hiểu về đào. Một anh kỹ sư nông nghiệp nhưng mà chưa chắc là anh đã biết cấy lúa trồng khoai. Anh chỉ ngồi ở văn phòng Hà Nội, thế nhưng anh là kỹ sư nông nghiệp là cấp bằng hỏi. Nên chia sẻ các bác là gì ạ, về vườn đào, cây đào thì ông Rong đến thời điểm này càng ngày càng nhận ra là nếu thiếu cái rễ cây đào sẽ hỏng, bỏ chân bỏ tay vàng lá. Mục tiêu lớn nhất chiếm 7-8% cây đào là ưa tưới cái rễ, cũng như là gì ạ, để giữ lá xanh thì man liên tục phải bám trên lá đào, bám nhẹ các bạn, phun nhẹ thôi. Nên ở đây chia sẻ các bác là gì ạ, trên kênh của ông Rong Vlog ngoài việc bán thuốc ra còn ông Rong chia sẻ về về cách chăm sóc cũng như kỹ thuật. Thì ông Rong cũng xin khẳng định rằng với 2025 thì về kỹ thuật thì chia sẻ các bác là ông Rong không bảo là giỏi nhất nhưng mà ít nhiều lắm tương đối khá chắc về kỹ thuật.
Vậy ở đây chia sẻ với bác là chúng ta tại sao vườn đất cũ vườn đất mới, thì ở đây chia sẻ với bác là nhà Đô Ngần có 15 ruộng rồng ở các đồng, nhưng mà không ruộng nào là gì là xấu cả. Thì lý do có xảy ra đất không? Cũng một gốc đào có vọng, nhưng mà người thì xấu, người thì bỏ chân, người bỏ tay, nhưng mà gì ạ, tại sao những vườn này đẹp? Chính vì vậy ông Trong khuyên là cây đào ấy là nó ưa kích rễ các bạn, thậm chí là không cần lân cũng được nhé các bạn. Nếu đất mới không cần phân lân, cứ cái rễ tưới cây đào đã đẹp rồi. Nên ở đây chia sẻ các bác là gì ạ, phòng lấm, phòng dẹp sáp, phòng nhện đỏ, phòng sùi mủ. Ở đây chia sẻ các bác là chúng ta bỏ qua rất nhiều là phòng sùi mủ. Khi chúng ta trồng 100 gốc đào thì chúng ta biết là phải đầu tư bao nhiêu chứ. Bây giờ các bác cứ dò dọt giả sử nay 1 triệu, năm 3 triệu thì bác cảm giác. Bây giờ chúng ta mua xác định trồng 100 gốc đào thì là tiền gốc là bao nhiêu, tiền thuê nhân công là bao nhiêu, tiền phân phân bón là bao nhiêu, tiền thuốc sâu là bao nhiêu. Chúng ta phải cộng và chúng ta hạch toán kinh tế. Ở đây chia sẻ là 5 năm học trên trường, người ta gọi là học để gì ạ? Để làm kinh tế, học để làm kỹ sư, học để phát minh, học để sáng chế, hoặc học ra để học lại những người kia. Thì ở đây chia sẻ các nhà khoa học cũng họ cũng là học chứ không ở đâu, họ học trên sách vở thôi, họ không ra thực tế. Nên chia sẻ với các bác là gì ạ, ông Rong thì là không học trên trường nhưng ông học ngoài đời. Nên ở đây ông mỗi ngày ông Rong gặp 1 đến 2 chủ vườn thì ít nhiều ông Rong cũng nắm được chứ. Từ cách đánh gốc rồi là bỏ gốc, ông Rong học cả chứ anh, ông Rong còn nắm được đâu. Thế nhưng mà trong khi học ra thì ở đây chúng ta xem người khác làm, nhưng mà chúng ta nghĩ ra tại sao cây đào lại gì lại yếu lại xấu. Các bác hỏi, có đặt câu hỏi tại sao đào người ta đẹp mà đào mình lại xấu, các bác lý do làm sao không? Cái mục tiêu lớn nhất của chúng ta là gì, đầu tư chưa đúng, đầu tư chưa trúng và đầu tư chưa tới, và cách đầu tư. Nên chia sẻ chúng ta cứ nghĩ là ai cũng giống chúng ta, một điều sai lầm chết người là gì ạ, nghĩ ai cũng giống mình. Nên ở đây chia sẻ với các bác là tại sao có người làm được, có người không làm được, có người vườn nào đẹp, có người không vườn nào đẹp, có người thì bán hàng hết ngay, có người thì lại bán chật vật. Chia sẻ các bác là đây là gì ạ, ngoài yếu tố kỹ thuật, yếu tố gì ạ, học hỏi, nhưng điều lớn nhất của chúng ta là tính của chúng ta. Nhiều lúc chia sẻ thật là cũng ra trưởng, tức ý là của mình là đúng, còn của người ta là không đúng, của mình là nhất, còn của thiên hạ là thứ nhì. Nên chia sẻ các bác là gì, chúng ta mà cảm thấy đẹp rồi, những người người ta khiêm tốn ấy thì đào đẹp bằng mấy, họ biết rồi nhưng họ rất khiêm tốn, họ vẫn liên tục là em vẫn phải học hỏi chứ em không bỏ được. Nên ở đây cây đào năm kỹ thuật của 2024 không thể mang lôi ra để áp dụng cho 2024 vì thời tiết khác nhau. Cây đào là hoa đúng thời điểm, nó khó khăn nhất là hoa phải nở đúng thời điểm tháng 12 và trong vòng 1 tuần hoặc nửa tháng đó là cây đào phải rực rỡ. Chính vì vậy kỹ thuật của cây đào rất cao, kỹ thuật cây đào cao thì cây đào nó chiếm tỷ lệ 90% này vào thời tiết. Năm nay lập xuân muộn các bạn, các bác chia nhớ là năm nay lập xuân muộn, không cẩn thận là cây đào lở rất muộn. Chính vì vậy kênh của ông Rong đã có một loại thuốc bờ lom, không ngoài việc gì ạ, sai nụ sai hoa còn kích thích cho cây đào tạo lụ. Cái chất trong rượu bờ lom chính là lân kali, nhưng mà lân kali của bác mà mua ở ngoài quán mắc phun vào là chết đấy. Lân kali ở đây người ta tinh chất một số độc hại, một số chất sót còn lại, những chất để cho lá đào xanh mỡ và ức chế làm tăng chất dinh dưỡng, người ta chiết lọc. Vì người ta học các bạn, đấy là những nhà khoa học các bạn, họ chiết xuất ra những thứ mà cây đào cần, còn những thứ không cần người ta bỏ đi. Còn lân kali của chúng ta ở, mà bón ấy, là lân kali khác, để tưới cho cây nó khác, bón cho cây nó khác. Chính vì lân kali mà chúng ta gì ạ, tưới ấy, mà chúng ta tưới nhiều ấy,
chúng ta thường thường là từ tiền cổ nên là cứ lân kali đạm ba thứ đó là chúng ta tưới vào cây trồng. Chính vì vậy càng tưới cái đó thì các bạn, cây đào càng ấy. Nên tại sao hiện nay rất nhiều người bác thay vì tưới đạm lân kali nhiều là họ bắt đầu mua phân gà, phân chùa, phân bê, phân dê, rồi phân chim, họ đầu tư vào đấy. Nhưng ở đây chia sẻ bác không đâu không chê, nhưng mà các bác không phải xem lại cái phân gà, phân trâu, phân bò đấy, xem họ có cho chất gì để làm oai mục không. Cũng có chất chứ không không phải không, đặc biệt là phân gà đó. Nên chia sẻ với bác là tất cả cái gì dùng ta cũng phải cẩn thận. Còn ở đây chúng ta phải tin một học. Riêng ở đây chia sẻ các bác là cái hộp thuốc mà ông Long bán là phải có tem mác, có địa chỉ, có nơi đóng gói, nơi sản xuất, hạn sử dụng, hướng cách hướng dẫn. Ông Long cũng tin vào những các nhà khoa học, tin vào địa công ty xuất nhập khẩu các chất ở nước ngoài về họ đóng gói. Chứ ông Long cũng không giỏi về cái đấy. Nhưng ông Long có niềm tin là ông Long là cái cháu 325 tuổi, nó là tiến sĩ, nó là 30 tuổi, nó là thạc sĩ, nó trẻ thôi. Nhưng mình phải hiểu là nó là nhà khoa học, nó là nhà sáng chế, hoặc nó là cán bộ. Nên ở đây chia sẻ các bác là gì ạ? Một anh kỹ sư nông nghiệp nhưng mà không biết trồng lúa, không biết trồng khoai, nhưng mà lại là kỹ sư nông nghiệp. Nhưng người ta biết là cây lúa cần cái gì, thời điểm nào cần cái gì, thời điểm nào phun nước sâu. Nên ở đây chia sẻ các bác là cách trồng đào thì chia sẻ các bác là cũng như vậy thôi. Nên ở đây ông Dòng làm clip này không ngoài mục đích là gì, để cho các bác mới học. Tất nhiên các bác làm lâu thì các bác ở ông này liên thiên hoặc nói thế nọ thế kia, tức là không trồng đào sao lại biết về đào, có họ. Tại sao ông giám đốc này lại không phải đi làm, cứ ngồi trong nhà? Nên chia sẻ các bác là câu chuyện làm đào thì chia sẻ là chúng ta cứ học đi, học lữ, học mãi, học không bao giờ thừa các bác ạ. Học đến lúc chết thì thôi. Các bác dở cuốn từ điển các bác xem, rất nhiều câu chúng ta không biết chứ có vọng. Nên là chúng ta học chứ, cây đào, cành đào thì mảng giỏi vàng nào cũng là một ông bác sĩ đi học 5 năm là bác sĩ. Nhưng bác sĩ chuyên khoa và bác sĩ không chuyên khoa thì gọi không chuyên khoa người ta gọi là bác sĩ đa khoa. Còn bác sĩ chuyên khoa thì người ta gọi là chuyên về một làm một thứ, giỏi về một thứ, nghiêng về một thứ nhiều thì gọi là chuyên khoa. Là như khoa tim, khoa thận, khoa gan, khoa mũi, khoa răng hàm mặt, khoa chấn thương chỉnh hình. Đấy là người ta giỏi. Còn mình cũng thế. Ông Long thì biết, ở đây chia sẻ với bác là ra ngoài xã hội cũng biết rất nhiều thứ. Cũng có, nhưng mà ông Long chưa nói ở đây cái nghề nghiệp trước của ông Long sâu được. Chứ thật cái bác là ông Long làm cái gì cũng vậy. Ông Long tính toán, thứ nhất là tất nhiên không ai làm hộ nhau. Thế nhưng mà làm thế nào, muốn mình có tiền phải giúp người khác có tiền đã. Khi người ta có tiền thì mình có tiền. Nếu mình giúp người khác không có tiền, chắc chắn mình không có tiền. Nên là cái quan điểm của ông Long là mong muốn là các bác có tiền. Chia sẻ thật các bác có tiền các bác thì ông Long chia sẻ đúng, đúng kỹ thuật. Các bác nghe hợp lý. Là các bác mua thuốc của ông Long. Vậy thì là mình có tiền chứ ở đâu nữa. Nên là muốn mình có tiền phải chia sẻ thật đúng, thật trúng và gì ạ, thật là kỹ. Ông Long bán thuốc xong ông Long còn đến tận vườn của ông, các bác phản hồi lại ông Long bắt đầu nghe điện. Chứ ông Long phải bán xong là xong đâu. Bán xong mà khách hàng mà điện mà không điện lại thì chúng ta tự rào cổng ra vào kinh doanh cái gì kiểu đấy. Kinh doanh trên mạng thì các bác là xong các bác điện lại không phải được. Nhưng ông Long cũng kinh doanh trên mạng. Nhưng ông Long đến thực tế, có họ ông Long chịu trách nhiệm với mình cũng như là cái thuốc phun hãm dăm ấy. Thì thưa chị thật các bác là các bác mọi năm chiếm đến 99% là khi đủ dăm rồi thì chúng ta phun thuốc chặn lại, đứng im lại.
thì ông Long làm cái thuốc chặn đoạt của ông Long thì nó trái với cái điều đó, tức là thuốc của ông Long nó không chặn được lại, từ từ thì cứ chiếm đến 90%, 70%, 80% thuốc này là không không đạt chỉ tiêu. Nhưng mà thuốc này chia sẻ khi mà ở đây rất nhiều bác phun rồi, lấy của ông Long rồi, thì ông Long hy vọng thuốc này không từ từ, nhưng sang năm là chúng ta phun 10 năm 20 phân là chúng ta phun từ từ, lá đào lên chậm từ từ, nhưng mà phun cái thuốc này thì nó lại xanh ra, nó đẹp ra, rất nhiều bác mà ngọn như ngọn rong muống ấy. Thì ra ở đây cái chia sẻ với vị là phun độ lạng rưỡi thì cái phun thuốc của loam chúng gần như chúng ta tưới lân kali nguyên chủng đúng không? Nên ở đây là phun cái thuốc chặn đọt cũng là gì ạ? Là tưới lân, là tưới kali. Nên ở đây chia sẻ các bác là thuốc khám răm ông Long là sai kỹ thuật, là đến chặn răm rồi thì mới phun thì là không kịp. Nhưng mà có những bác phun sau thì chia sẻ là cũng rất đẹp. Nên ở đây chia sẻ các bác là kênh ông Long Vlog là kênh chuyên về đào. Chuyên về đào thì chia sẻ quý vị là ông Long học được cái gì ông Long chia sẻ trên kênh. Đến nhà vườn này thấy họ làm cái gì đẹp ông Long cũng thông báo trên kênh. Đến thời điểm nào nhà vườn nào ông Long nhìn thấy có dẹp sáp, ông Long thông báo dẹp sáp. Như đặc biệt như tháng 9, tháng 10 là dẹp sáp tấn công rất nhanh. Tháng 6, tháng 7 là nhện đỏ vợ. Tháng 6, tháng 7 ông Long rất nhiều người chia sẻ là cái tháng mà nhện đỏ tấn công rất mạnh. Và cái tháng 8, tháng 9 này, tháng 10 này, tháng 11 cũng có dẹp sáp các nhé. Gần tuốt ná rồi vẫn dẹp sáp. Nên ở đây chia sẻ có những bác chia sẻ mấy ông cho Minh Dòng là dùng cái máy rửa xe để phụt đi là sạch. Thế nhưng mà chia sẻ chúng ta phải chữa. Nên ông Dòng ở trên kênh của ông Dòng 2025 thì chia sẻ là đủ loại thuốc, không phải để bán thuốc không, mà hỗ trợ về kỹ thuật, thông báo đúng thời điểm. Nên các bác đã kiểm tra cây trồng cây đào là chịu khó là một, lắm bắt kỹ thuật là hai, học hỏi thiên hạ là ba, không bao giờ thừa. Trồng một gốc đào có thời gian có phải là ngắn đâu, một năm mà vốn có phải lớn đâu. Nên ở đây chia sẻ chúng ta phải hiểu rằng khi chúng ta hạ 500 cây đào xuống, đào mạ, đào giống thì là giá nó bao nhiêu, còn chúng ta hạ 500 gốc đào xuống thì chúng ta phải cần bao nhiêu vốn, cần bao nhiêu tiền. Điều đó là chúng ta phải lắm được. Chúng ta là cứ đáng đầu tư hết độ 200 thì chúng ta có 100, xong ta cũng quanh quẩn, chúng ta cứ phun nó không thoải mái các bạn. Bây giờ lại hộp thuốc đáng phun được 2 bình 3 bình thôi, nhưng mà chúng ta lại nghĩ là phun giãn ra hoặc là phun rẻ đi chút để cho nó đủ số lượng đào của mình. Chính vì cái đó là gì ạ? Dẫn đến nguyên nhân ruộng đào xấu, ruộng đào đẹp. Kích dễ thì chưa nói, là ở đây chia sẻ 2024 là các bác phải khoan thùng kích dễ ở trong nhà, chứ không phải hôm nay chúng ta một hộp, mai chúng ta một hộp. Chúng bác mua hàng thùng, chia sẻ bác là ông Long sẽ làm kỹ một ruộng đào, cần bao nhiêu gì ạ, cần bao nhiêu kích rễ, cần bao nhiêu thuốc sâu. Ở đây nó quy định vì cái thuốc sâu này nó gần là nó theo cái mùa bác nhé. Mà tỷ lệ phun năm ngoái hết độ 1 triệu thì năm nay chắc cũng phải 700-800, hoặc thậm chí thời tiết nó là hơn 100. Nên ông Long sẽ làm cái clip để khi đầu tư một xào đào thì gốc thì nó hết khoảng bao nhiêu tiền, mà để cho đào đẹp thì chi phí bao nhiêu công. Chia sẻ các bác cái clip này thì ông Long không ngoài mục đích là vẫn chia sẻ lại cho các bác một cái gì ông Long học được ở mọi bác trên ở Hải Dương, ở Quảng Ninh, ở Sơn La, ở Điện Biên ông Long đi rồi này, thì còn một số tỉnh ông Long là chưa đến thôi. Thì mỗi nhà vườn có một cái cách làm. Ông Long đến tận nhà địa, nhà vườn Mão Nhật Tân rồi, mỗi năm 2-3 tỷ tiền cho thuê đào. Anh này, anh nhà vườn anh Mão này chỉ cho thuê chứ không giờ bán các bạn. Mà thuê là 20, tối thiểu là 10 triệu, 20 triệu, 30 triệu, có cây đến 50 triệu. Thì chia sẻ chúng ta dòng nhiều để làm gì ạ? Dòng nhiều để chúng ta phun thuốc sâu, chúng ta thì bỏ bê cây đào. Nên chia sẻ là cây đào 2025 tới đây cũng như cây đào 2024 này, thì chia sẻ các bác là ông Dòng sẽ cam kết là thì hoa sẽ đẹp nếu mà phun những thuốc hỗ trợ về công nghệ 4.0, thuốc kích hoa. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi clip của ông Dòng Vlog. Xin cảm ơn các bác nhé.